người đánh xấu hổ một phần, còn người đánh lại nhiều lần xấu hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay kế tiếp. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn, cảm vân. Nam mô Bụt Tha Giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính lễ với bà với cô tu nữ Như Quỳnh, kính chào đạo tràng và kính cảm ơn. Xin rằng đông cho Như Quỳnh biết được tín hiệu, kính cảm ơn đặng đông cho bài học. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, con xin được ôn bài pháp cú kinh số 389. Tâm Phương chuẩn bị tinh thần để thỉnh pháp sư ngay na Tâm Phương. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh có chút việc không thể cầm bích sớm được. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, con xin được ôn bài ạ. Câu 389. Na ram mana saharai yana samun che tha ram mano thi ram mana sahanh ta rang ta tho thi ya samun cha ti. Na ram mana saharai yana samun che tha ram mano thi ram mana sahanh ta rằng đa thờ thì gia sa môn chất ti. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, sáu thai đánh phạm chí, đánh trả lại sáu hơn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Naramana saha sabaharaya na samun che tha ram mano thi ram mana sahan ta rang ta to thi yat sa mun cha ti. Na ram mana sabaharaya na samun che tha ram mano thi ram mana sahan ta rang ta to thi yat sa môn cha tì. Đánh đập phạm chỉ không nên, phạm chỉ đánh trả không kèm nổi sân. Người đánh xấu hổ một phần, còn người đánh lại nhiều lần xấu hơn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn cảm vân xích Tâm Phương, Thi Na xích Trần Đạo, xích Rằng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và chúng con cũng thành kính tri ơn đại đức Minh Đạt đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài kinh số 89. Và bây giờ Nhật Bình kính mời bàn tay của Tâm Phương thỉnh pháp sư ạ. Mời Tâm Phương. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Sa thú. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đâm đã cho biết âm thanh rõ. Và dạ, con Tâm Phương cho con kính đỉnh lễ đại đức Pháp Đạo vừa mới vào lâm ạ. Dạ, con xin kính mời tất cả Phật tử và Tâm Phương chúng ta cùng thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Ramman cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tang cha li ân thi wa rang a ya cha thang. Sang ti tha sát ta ba ra cha ca cha ti ca đề sê tu tâm măng a nu kham bi măng ba châm. Evam saham ba ti brahma ba ga quan tang a ya cha tha
tông hi pa quy na thăng bút thô ca du nê na hoa sa anh giang tăng á bút tha gia đê na mi a na yang ta tô ga tô pan cha wa ya da yo nay yên a măng ba ye si tham ma tô ta tô ba bu ti sam bu tô a nu na tham ma de sa nam Maga wasani sede si satanang athadi kata kem tena satu ayubante de se tu thamma de sanang sapariya bari chayang anukamba bikata we chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc đăng nhờ ánh sáng chỗ lành rải tán bụi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngâm ngồi khẩn khoản Phật nhầm lời những chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lóc giá ngày dời chân xa, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp ma bốn mươi lăm hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu cả tam giới thừa ẩn phổ cập ma đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trích rõ ràng thỉnh ngài thí pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nê tôi mê cầu được trí tí vẹn toàn và nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá và nam mô sân thay giá và thời gian cũng vừa phải lẽ con thay mặt cho tất cả phật tử và con kính dâng biết lại cho đại đức Tịnh Đà con để ngài thuyết giảng câu phúc cú số 390 ngày hôm nay ạ. Và con kính dâng biết lại cho đại đức ạ. Dạ nam mô Bụt Tha dạ, nam mô Tham Ma dạ, nam mô Sang Kha dạ. Dạ xin hỏi là mọi người có nghe rõ được âm thanh từ phía trên không? Và hôm nay là âm thanh có bị rè không ạ? Dạ, nghe rất lớn. Dạ, sa thú. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể chư Phật tử đang diện trong room. Tối hôm nay, room Pháp Cú của chúng ta tiếp tục học đến câu Pháp Cú số 390. Và tối hôm nay, chúng tôi sẽ là cái người đảm trách về cái câu Pháp Cú số 390 này. Và trước khi bước vào để thuyết giảng về ý nghĩa và duyên sự của câu pháp cú số 390 thì chúng tôi xin phép được triết giả được lễ bái tam bảo một cách tóm tắt và kính mong toàn thể chư Phật tử kính mong toàn thể chư tôn đức tăng đang hiện trong room cùng toàn thể quý tu nữ cũng như là chư Phật tử đang hiện trong room chúng ta hãy hướng về ba ngôi tam bảo để cùng nhau lễ bái tam bảo một cách tóm tắt. Samanta chakavalesu atra gacchantu devata sathamang niyam nirachansa sunantu sangam aukhadam dhamma savana kalo ayam pharanta dhamma savana kalo ayam pharanta dhamma savana kalo ayam pharanta Namo tassa bhagavato arahato
Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng đệ tử suy nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh diệu dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả an lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Do hồng phước phát sanh lên, do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt xin chia đều đến quý chư tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiện hữu trí thức đang diện trung trung. Cầu mong được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể chư Phật tử đang diện trung trung. Tối hôm nay câu Pháp Cú chúng ta học đến đó là câu Pháp Cú số 390. Và chúng ta cũng biết rằng là câu Pháp Cú số 390 này có cùng một cái duyên sự với câu Pháp Cú 389. Và trước khi chúng ta bước vào để chúng ta học ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 390 này, thì chúng tôi xin phép được chiết tự những cái từ vựng mà chúng ta cần phải học ở trong kệ ngôn Pháp Cú 390 này. Và trước khi chiết tự những cái từ vựng trong câu kệ ngôn Pháp Cú số 390, chúng tôi xin phép đọc qua một lần, sau đó là chúng tôi sẽ chiết giải những cái từ vựng liên quan đến câu kệ Pháp Cú số 390 này. Na pramanasa na ramase tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi yato yato him samano niwatati tato tato samati me wadukhang. Và chúng tôi xin phép được đọc lại một lần nữa. Na pramase tada kinchi sayo yada nise tho manaso piyehi yato yato him samano niwatati tato tato samati me wadukhang. Và ở đây, kính thưa quý vị, cái câu đầu tiên chúng ta thấy là danh từ, cái từ ná đó là một cái từ phủ định, có nghĩa là không. Và một cái hợp âm mà chúng ta thấy rằng là Pramanasetadakinchi, nó gồm có bốn chữ. Bốn cái từ vựng mà ở trong đó có nghĩa là cái hợp từ đầu đó là Pramaseta. Pramaseta từ chữ Pramanasa cộng với chữ Eta. Và Pramanasa đó từ chữ Pramma là một cái danh từ nam tính. Và chúng ta chia theo đối cách, đó là đối đến cái vị Bà La Môn. Đến vị là Bà La Môn. Pramanasa là đến cái vị Bà La Môn. Và sau đó là cái chữ Pramanasa này kết hợp với một cái đại từ Eta, có nghĩa là việc này. Và khi mà trong cái quy luật biến âm của Pali đó, thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái đoạn âm á ở Pramanasa và chúng ta thêm vào Eta, và chúng ta đọc là Pramanaseta. Và tiếp theo đó là cái chữ Tadakinchi. Akinchi có nghĩa là không có bất cứ những cái điều gì,
hay là không có bất cứ cái việc gì. Thì ở đây kính thưa quý vị, nguyên cái chữ Brahmanase Tadak Kinchi chúng ta phân ra làm ba chữ, đó là Brahmanasa cộng với Etat cộng với Akinchi, có nghĩa là của cái bà La Môn, của cái vị bà La Môn không có những cái việc gì đối với cái vị bà La Môn này. Và cái chữ Sayo, Sayo có nghĩa là tốt hơn. Thì nguyên cái câu Bali mà chúng ta vừa học đó là Nap Brahmanase Tadak Kinchi Sayo, có nghĩa là không có bất cứ cái việc nào tốt hơn cái việc này đối với cái vị Bà La Môn đó. Hay là chúng ta dịch lại là đối với cái vị Bà La Môn đó thì không có bất cứ cái việc gì mà nó tốt hơn là cái việc này. Đó là cái câu đầu tiên. Đến cái câu thứ hai, đó là Yadda Nitse Tho Manaso Piyehi. Yadda Nitse Tho Manaso Piyehi. Ở đây cái chữ Yadda có nghĩa là khi, khi nào. Cái từ chữ Nitse Tho từ cái chữ Nitse Thác có nghĩa là cái sự kiềm chế, cái sự ngăn chặn, cái sự cấm đoán. Và cái chữ Manaso từ cái chữ Manasa có nghĩa là của cái tâm tư, của cái ý, cái ý, ý của mình á, của cái tâm ý hay là của cái tâm tư tình cảm của mình á, thì được gọi là Manaso. Và cái chữ Piyehi từ cái chữ giá có nghĩa là với các cái vật yêu thích, bằng cái sự yêu thích đối với các cái sự yêu dấu hay là đối với các cái sự thương mến. Ở đây chúng ta sẽ đưa ra rất là nhiều cái từ vựng nó có cái ý nghĩa tương đồng với cái sự yêu thích, mến yêu, yêu dấu và thương mến từ cái chữ bí giá này. Và cái chữ bí giá này khi mà chia theo sử dụng cách nó trở thành là cái chữ Piyehi, có nghĩa là đối với những cái vật mà yêu thích, bằng cái sự yêu thích đối với các vật hay là các cái sự kiện yêu dấu hay thương mến, đó là cái chữ Piyehi. Tiếp theo ở cái câu thứ ba, đó là Yato Yato Him Samano Niwatati. Yato Yato Him Samano Niwatati có nghĩa là cái chữ Yato Yato có nghĩa là bất cứ khi nào, bất cứ khi nào. Cái chữ Him Samano gồm có hai từ, đó là từ Him Sa cộng với chữ Mano. Và cái chữ Him Sa đó, Him Sa có ý nghĩa là cái việc hãm hại, cái việc thương tích hay là cái sự gây tổn ra cái điều bất lợi thì được gọi là Him Sa. Và cái chữ Mano ở đây có nghĩa là tâm hay cái ý của mình. Tiếp đến cái động từ Niwatati có nghĩa là dừng lại, để lại ở phía sau. Cái động từ Niwatati đó, từ tiếp đầu ngữ ní cộng với ngữ căn quát mát. Và cái tiếp đầu ngữ ní có ý nghĩa là lìa khỏi, xa rời, lìa khỏi. Và cái ngữ căn quát mát có nghĩa là chuyển vận, chuyển động. Thì cái sự rời khỏi cái sự chuyển động hay là lìa khỏi cái sự chuyển động có nghĩa là chúng ta dừng lại, dừng lại ở phía sau thì được gọi là Niwatati. Và đến cái câu thứ tư, đó là Tato Tato Samma Time Wadukhang. Tato Tato Samma Time Wadukhang. Ở đây chữ Tato Tato có nghĩa là đến lúc đó, chừng đó, hay là kể từ lúc bấy giờ, được gọi là Tato Tato. Và cái chữ Samma Time Wa từ động từ Samati cộng với phân từ ewa. Ở đây cái động từ samati có ý nghĩa là đình chỉ, chấm dứt, làm cho tĩnh lặng. Và cái phân từ ewa chỉ là một cái hợp từ để chúng ta ghép vào cho nó êm tai. Ở trong cái cấu trúc văn phạm thì cái từ ewa này chúng ta gặp rất là nhiều. Khi mà cái động từ, cái phân từ ewa này được ghép vào trong các cái cái từ sau cuối của một cái câu á, dùng để êm tai và cái câu cú nó có cái vần điệu hơn. Đó là
cái chữ ê quá, phân từ ê quá, và cái chữ đút khăn có nghĩa là cái sự đau khổ. Thì ở đây cái chữ tato sammatime quá đút khăn có nghĩa là cho đến khi mà những cái sự đau khổ được dừng lại, hay là cho đến khi những cái sự đau khổ được chấm dứt. Đó là những cái ý nghĩa trong câu kệ ngôn Pháp Cú số 390 mà tối hôm nay chúng ta học. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào để chúng ta học cái nội dung của câu kệ Pháp Cú này, thì chúng tôi xin phép được kệ qua một lần, để khi mà Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta vào room chúng ta học kệ kinh Pháp Cú, chúng ta sẽ kệ cái câu kệ này được hay hơn. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được kệ qua cái câu kệ Pháp Cú 390. Naram manam se tadakin chi sayyo yadani se to manaso piye ya yatohim samano niwantati tato tato sammati me wadungkang Naram manam se tadakin chi sayyo yadani se to manaso biye yato yato him samano niwantati tato stato sammati me wadungkang. Và cái ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú này, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó là đối với Bà La Môn đây không lợi ích nhỏ, không ý, khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu cái nội dung ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú số 390 này. Thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rằng là cái câu kệ Pháp Cú số 390 này cùng với cái câu kệ Pháp Cú số 389 kết thành một cái cặp kệ ngôn. Và trong cái cặp kệ ngôn đó thì Đức Phật tuyên thuyết lên cùng một cái duyên sự. Ở đây chúng tôi xin lướt qua lại cái duyên sự đó để cho quý vị Phật tử chúng ta hình thành lại, hệ thống lại cái câu chuyện duyên sự mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết lên hai cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 389 và 390. Thì ở đây, kính thưa quý vị, vào một thuở nọ thì khi mà Bậc Đạo Sư trú tại Chê Tá Quán Ná, thì lúc bây giờ Ngài Sariputta của chúng ta đó được cái sự tán dương rất là nhiều của cái hàng dân chúng, nhất là những cái người cư sĩ mộ đạo. Thì lúc bây giờ có một cái vị Bà La Môn tà kiến. Bà La Môn đó không tin vào những cái điều mà những người dân vẫn ca ngợi về Ngài Xá Lợi Phất. Và đặc biệt là Ngài Xá Lợi Phất của chúng ta là cái người đặc biệt là sống với cái từ tâm. Và Ngài đã tuyên thuyết lên những cái bài kinh rất là hay mà người Phật tử của chúng ta thường thường được nghe Chư Tăng giảng giải, đó là cái hạnh sống như đất hay là cái hạnh sống như nước. Đó là những cái đặc tính của Ngài Xá Lợi Phất khi mà Ngài sống với cái từ tâm rất là rộng lớn. Chính vì vậy cho nên là Bà La Môn tà kiến này không tin vào cái từ tâm của Ngài Xá Lợi Phất, nên Bà La Môn này có ý là thử cái sự kiên nhẫn của Ngài Xá Lợi Phất. Và vào một cái ngày nọ, sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất đi trì bình khất thực xong, thì Bà La Môn này đứng ở phía sau đánh vào lưng của Ngài Xá Lợi Phất. Và sau khi mà đánh vào lưng của Ngài Xá Lợi Phất xong, Ngài Xá Lợi Phất chỉ nói là cái chuyện gì thế, và Ngài tiếp tục trên cái con đường đăng trình của mình. Thì vị Bà La Môn này mới cảm thấy tâm tư bức rứt, mới nổi lên cái sự sợ hãi kinh cảm, nên đã sám hối Ngài Xá Lợi Phất và đã đưa đường, dẫn đường để Ngài Xá Lợi Phất trở về cái ngôi tư gia của mình để dâng cúng. Thì lúc bây giờ những cái người cư sĩ Phật tử sau khi hay tin được Bà La Môn này đã đánh vào lưng của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì những cái vị cư sĩ này rất là phẫn nộ, và người ta kêu để trừng
vị những cái người những cái vị cư sĩ này muốn thanh trừng cái vị Bà La Môn đã đánh vào ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là những cái người này á, cái vị Bà La Môn này đã đánh ai? Thì những người này nói là đánh vào trưởng lão. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là vì cái vị Bà La Môn này đánh vào ta, cho nên là các ngươi hãy đi đi, bởi vì cái người này không đánh vào các ngươi. Và sau đó thì sau khi giải tán xong cái nhóm cư sĩ đó, thì vị Bà La Môn đó quay trở về nhà, rồi ngài Xá Lợi Phất đi về chùa, và những cái vị cư sĩ tại gia đó cũng lần lượt trở về cái ngôi tư gia của mình. Cái câu chuyện đến đây thì cũng không có cái gì đáng nói. Nhưng mà kính thưa quý vị, về sau đó, vào một cái thời gian sau đó, thì cái sự kiện này nó lại xảy ra. Và lúc bây giờ những cái vị tỳ khưu mới có cái suy nghĩ rằng là vì sao mà ngài Xá Lợi Phất lại tha lỗi cho một cái người cận sự là cái người Bà La Môn như vậy? Bởi vì nếu như bây giờ ngài Xá Lợi Phất tha lỗi cho cái vị Bà La Môn này được, thì sau này vị Bà La Môn này sẽ tiếp tục đánh những cái vị tỳ khưu trưởng lão khác, và cái chuyện đó sẽ kéo dài ra. Cho nên là những cái vị tỳ khưu này mới đi đến trình lên Đức Thế Tôn cái sự kiện đó. Thì lúc bây giờ sau khi mà nghe xong, sau khi nghe xong cái sự trình bạch lại câu chuyện của nhóm tỳ khưu này, thì lúc bây giờ bậc đạo sư mới phán hỏi rằng là: này các tỳ khưu, các ngươi đang ngồi bàn luận về cái chuyện gì? Thì những cái vị tỳ khưu này mới trình lên bậc đạo sư về cái câu chuyện đã diễn ra. Và lúc bây giờ bậc đạo sư mới dạy rằng là: này các tỳ khưu, cái vị Bà La Môn á, thì không có cái sự hãm hại Bà La Môn, nhưng cái vị Bà La Môn tu sĩ đó sẽ bị Bà La Môn cư sĩ hãm hại. Và cái bậc A Na Hàm thì đã xác tuyệt được cái sân hận. Rồi sau đó ngài đã nói lên hai câu kệ ngôn pháp cú mà Rum chúng ta đã học vào tối hôm qua, đó là Rum câu pháp cú số 389, và tối hôm nay Rum chúng ta sẽ học đến câu pháp cú số 390. Thì kính thưa quý vị, ở đây ở cái câu đầu tiên đó, ở cái câu đầu tiên mà chúng ta vừa học cái chiết tự và giải thích về cái từ vựng đó, chúng ta thấy rằng là Na Pramana Se Tadakin Chisayo, có nghĩa là đối với cái vị Bà La Môn thì không có bất cứ cái việc nào khác tốt hơn cái việc này. Thì ở đây chúng ta thấy lại câu pháp cú số 390 này bắt đầu từ cái chữ là đối với cái vị Bà La Môn. Thì đối với cái vị Bà La Môn là vị Bà La Môn nào? Và người Phật tử của chúng ta sau khi mà chúng ta đã học xong câu kệ 389, và chúng ta trước đây chúng ta cũng đã học những cái câu kệ ở cái phẩm Bà La Môn đó, thì chúng tôi tin rằng là những cái vị giảng sư sẽ nói rất là rõ về những cái đặc tính của cái chữ Brahmana hay là cái chữ Bà La Môn. Và bây giờ thì chúng tôi xin quay lại để nhắc lại một cái định nghĩa Bà La Môn một lần nữa. Khi mà chữ Bà La Môn này xuất hiện ở trong cái câu kệ pháp cú 390 này, ở trong hai cái câu kệ ngôn 389 và 390 này, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy phản phất ở đâu đó là hai cái hình bóng của hai cái vị Bà La Môn. Phản phất đâu đó là hình bóng của hai vị Bà La Môn. Và hai cái vị Bà La Môn này được định nghĩa, hai vị Bà La Môn này được định nghĩa theo những cái ý tưởng rất là khác nhau. Đối với cái câu 389, khi mà chúng ta đề cập đến cái vị Bà La Môn mà không đánh lại vị Bà La Môn đó, thì có nghĩa là gì? Đó là cái vị thánh mà lậu tận á, quý vị. Cái danh từ Bà La Môn này được định nghĩa là một cái vị thánh lậu tận. Đó là cái định nghĩa theo cái quan điểm Phật giáo của chúng ta. Và đối với cái vị Bà La Môn sẽ không có cái hiện tượng đánh đập lại những cái vị Bà La Môn. Đó là bởi vì các ngài đã đắc thánh rồi, các vị đã là những cái lậu tận rồi, các ngài không còn đánh đập Bà La Môn nữa. Nhưng mà ở đây á, tiếp theo nữa chúng ta sẽ thấy rằng là một cái danh từ Bà La Môn khác, theo cái quan điểm truyền thống cổ xưa của cái người dân Ấn Độ, hay là quan điểm truyền thống cổ xưa của những cái người Ấn Độ giáo đó,
Thì cái Bà La Môn này, cái vị Bà La Môn này, đó là cái vị Bà La Môn ở trong cái câu kệ pháp cú số 3 và số 4 ở trong câu pháp cú 389. Có nghĩa là đối với cái vị Bà La Môn đó, khi mà đánh đập, đối với cái vị Bà La Môn đó khi mà bị đánh đập á, là bị đánh đập đã là một cái điều mà không nên rồi. Rồi nếu như vị Bà La Môn mà đánh đập lại những cái người đánh đập mình thì lại càng. Thì kính thưa quý vị, ở đây cái hình ảnh của cái vị Bà La Môn truyền thống trong cái quan điểm của người Ấn Độ giáo, hay là trong cái quan điểm của người Bà La Môn giáo, nó đã xuất hiện ở đây rồi. Và chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện này nó chấm dứt từ cái đoạn mà Ngài Xá Lợi Phất, sau khi mà can gián những cái vị tỳ khư, những cái người cư sĩ xong, rồi cái vị Bà La Môn mà tà kiến đánh Ngài Xá Lợi Phất đó quay trở về nhà, rồi Ngài Xá Lợi Phất quay về chùa, thì cái câu chuyện tại đó nó không còn dính dáng gì tới cái điều mà Đức Thế Tôn phải ban ra những cái lời kệ này cả. Khi ông ban ra cái lời kệ này á, là do là những cái vị tỳ khư, những cái vị tỳ khư, và những cái vị tỳ khư phàm tăng này lo sợ rằng khi mà Ngài Xá Lợi Phất đã tha lỗi cho một cái vị Bà La Môn đánh đập mình, thì những cái vị Bà La Môn khác sẽ tiếp tục đánh đập những cái vị tu sĩ. Cho nên là những cái vị tỳ khư này mới lo sợ cái hiện tượng đó tiếp tục xảy ra. Và khi mà những cái vị tỳ khư này lo sợ cái hiện tượng đó tiếp tục xảy ra như vậy đó, thì mới nói lên bậc đạo sư về cái vấn đề đó, và Đức Thế Tôn liền đã dạy lên hai cái câu kệ ngôn này. Và với cái đại ý là chúng ta không nên đánh đập những cái vị Bà La Môn, vì những cái vị đó là những cái vị thánh lậu tận theo cái định nghĩa rốt ráo của cái từ Bà La Môn. Và khi mà chúng ta não hại những cái vị Bà La Môn như vậy đó, thì chúng ta sẽ là cái người gặp những cái bất lợi lớn, chúng ta sẽ mất đi nhiều cái lợi ích. Và cũng như vậy, các quý vị, đối với một cái vị Bà La Môn theo truyền thống của cái người dân mà Ấn Độ giáo, hay là cái người dân mà Ấn Độ, các quý vị, chúng ta thấy rằng là đối với cái người Bà La Môn truyền thống của Ấn Độ giáo và Bà La Môn, thì những cái người đó vẫn là những cái người có được cái sự trì giới thanh tịnh. Đối với những cái người đó vẫn là cái người gìn giữ cái nết hạnh của mình thanh tịnh, chứ không phải là những cái người Bà La Môn mà theo chúng ta định nghĩa rằng là cái người đó là những cái người mà trong sạch bảy cái đời huyết thống của mẫu hệ, hay là những giàu có, hay là những cái người đó là những cái người đẹp trai có những cái gia sản. Mà ở đây cái ý nghĩa rốt ráo của cái danh từ Bà La Môn theo cái quan điểm của Ấn Độ giáo, hay là theo cái quan điểm của người Ấn Độ đó, thì những cái người đó phải là cái người có giới hạnh thanh tịnh. Và khi mà chúng ta não hại đến những cái người mà có cái giới hạnh thanh tịnh đó, các quý vị, dẫu những cái người đó là những cái người chưa có chứng ngộ giải thoát, dẫu những cái người đó là những cái người chưa thành đạt được những cái pháp thượng nhân, nhưng ít ra thì đó vẫn là những cái người có giới hạnh trong sạch. Ít ra những cái người đó là những cái người thanh lương hiền thiện. Và với cái việc đánh đập những cái người thanh lương hiền thiện như vậy, thì chúng ta cũng đã gặp những cái bất lợi lớn, và chúng ta cũng mất đi những cái điều lợi ích. Còn đối với cái vị thánh vô lậu thì chúng ta khỏi nói. Những cái vị mà thánh vô lậu, các quý vị, những cái vị đó đã bắt trước những cái khen chê của thế gian. Những cái vị thánh vô lậu là những vị bất động giữa những cái của thế gian, thì không có cái việc vị ấy đánh đập lại những cái người hãm hại mình. Mà từ tâm tư của mình quan sát, từ cái tâm tư, cái tình cảm của mình, cái vị đó quan sát và luôn luôn mong cầu những cái chúng sanh trong thế gian này nó có cái sự an lạc, nó có cái sự hạnh phúc. Và chỉ có những cái vị Bà La Môn phàm phu tục tử đó, những cái vị Bà La Môn chưa đi đến cái sự chấm dứt những cái kiết sử đó, những cái vị Bà La Môn mà đầy dẫy những cái tham sân si mới có cái tư tưởng não hại người. Và những cái vị Bà La Môn đó, hay là những cái người đó, đó là những cái người là nếu mà theo cái quan điểm rất là đời của chúng ta đó, khi
mà một người, cái người, cái vị, một người đánh đập một người mà vị đó là một cái vị thánh hán đó, thì cái việc đó nó quá tồi tệ rồi. Và nếu như một người mạnh khỏe mà đánh đập những cái vị tu hành, cái người mạnh mà đi đánh đập những cái người tu hành, những cái người trì giới, những cái người cao niên lạp trưởng đó, kính thưa vị, thì những cái vị đó đó càng tồi tệ hơn nữa. Và tồi tệ hơn nữa là cái việc mà mang danh đó là một vị bà la môn nhưng mà lại đi não hại, mang danh là một cái vị bà la môn mà đi mắng chửi hay đánh đập não hại, rồi mắng chửi đánh đập những cái người đang não hại mình. Thì đó là tóm tắt cái nội dung của cái câu pháp cú số 389. Chúng ta lòng vòng như vậy trước khi chúng ta bước vào cái câu kệ ngôn 390 này, để cho quý vị Phật tử chúng ta hình dung lại cái bối cảnh của cái câu chuyện duyên sự, rồi cái nội dung của cái câu kệ 389, để chúng ta phân biệt được đối cái chữ mà đối với bà la môn của cái kệ ngôn 390 này đó. Ở đây cái bà la môn ở trong cái kệ ngôn 390 này thì bậc đạo sư của chúng ta không còn ám chỉ cho cái bậc thánh lậu tận nữa, mà lúc bây giờ đạo sư chúng ta không ám chỉ cho cái vị thánh lậu tận vì cái bậc thánh lậu tận đó đã bất động rồi, cái vị thánh lậu tận đó đã vô sự trước những cái biến cố của thế gian, giống như là những cái cột cừ đã được đóng cứng dưới đất, dù gió bốn phương có thét gầm như thế nào cũng không làm cho cái tâm tư tình cảm của những cái vị thánh lậu tận đó lay chuyển được. Mà cái danh từ Bà La Môn trong câu pháp cú số 390 này ám chỉ cho những cái đối tượng nào, dù là cái bậc giới lức thanh lương phàm nhân hay là những cái bậc bà la môn hào sản mà có cái sự tịnh thanh về huyết thống trong bảy đời phụ huệ theo quan điểm giai cấp của bà la môn. Đối với những cái vị bà la môn này không có cái điều gì tốt hơn. Đối với những cái vị bà la môn phàm nhân, đối với những cái vị bà la môn có cái giới đức thanh lương phàm nhân, đối với những cái vị bà la môn hào sản hay là tịnh thanh về huyết thống trong bảy đời phụ huệ thì không có gì tốt hơn là cái tâm ý của cái vị đó đó có cái sự kiềm đối với cái sự yêu thích. Ở cái câu pháp cú mà chúng ta phải kiềm hãm đối với cái sự yêu thích. Và ở đây kính thưa quý vị, cái chữ bí giá ở đây đó có nghĩa là cái sự yêu thương, cái sự yêu dấu, yêu thích, thương mến và cái tình thân ái. Ở đây chúng tôi đưa ra cái chữ bí giá mà chúng tôi đưa ra rất là nhiều cái định nghĩa như vậy đó, để cho cái hàng là cho người Phật tử chúng ta có cái quan điểm rằng, có cái quan niệm rằng đối với cái chữ bí giá này, với cái ý nghĩa yêu thương, yêu dấu hay là yêu thích, thương mến hay tình thân ái này, kính quý vị, nó rất chi là đời, nó rất chi là gần gũi với chúng ta. Cái chữ bí giá ở đây có nghĩa là cái tình yêu thương của cha mẹ cũng được gọi là bí giá. Cái tình yêu thương của vợ chồng, con cái, tài sản cũng chính là bí giá. Những cái sự mến yêu thương cảm trong khắp cái thế gian này nè, nó bao trùm lên đối với tất cả những cái chúng sinh, chứ nó không riêng gì những vị bà la môn phàm phu tục tử mà chúng ta vừa đề cập đến. Cái tình yêu thương đó chính là cái nguồn gốc của mọi cái sự khổ đau. Cái tình yêu thương đó chính là cái nguồn gốc của mọi cái sự khổ sầu, những cái nguồn cơn lo lắng và những cái nỗi sợ hãi. Và chúng ta cũng nhớ lại rằng là cái sự yêu thương này á, ngoài cái việc yêu thương thân bằng quyến thuộc tài sản thì nó còn có phát sinh dựa trên những cái cơ sở, cái sự yêu thương này nó còn phát sinh lên dựa trên cái cơ sở tu tập của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thích, chúng ta yêu mến về cái cảnh thiền, chúng ta yêu mến hay là chúng ta có cái sự bám chấp, chúng ta yêu thương về cái đề mục của chúng ta, chúng ta có cái sự mến yêu về cái đề mục của chúng ta có cái sự thỏa thích trong cái đề mục của chúng ta, hoặc là cái sự yêu thương đó nó là một cái gì đó nó được gầy dựng lên, cái sự yêu thương đó nó là một cái gì đó nó được hình thành lên, nó được huân tập qua cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đôi khi, quý vị, cái chữ bí giá này á, chúng ta phải thấy rằng là
đó là cái sự thích thú trong một cái gì đó, đó là một cái sự mến yêu trong một cái gì đó, hay là đó là một cái sự thân thiện ở trong một cái vấn đề gì đó cũng được gọi là bi giá. Chính vì vậy cho nên là chúng ta, tôi mới nói là cái chữ bi giá này hay là cái tình yêu thương này nó phát sanh lên dựa trên cái cơ sở huân tập của chính cái tự ngã của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thích ăn ớt, trong những cái bữa ăn nếu như chúng ta không có một cái quả ớt á, chúng ta không có ăn được, đối với những người thích ăn ớt á. Hay là những cái người mà thích ngắm nhìn những cái mái tóc đen huyền tha thước của một cái người thiếu nữ nào đó, thì ở trong cái đời sống từ nhỏ đến lớn của cái vị này đó, cái mái tóc dài đó, cái mái tóc dài tha thước đó, nó hằn sâu trong cái tâm trí của cái vị này. Cái mái tóc dài đó có thể là của người mẹ, cái mái tóc dài đó có thể là của người em gái, có thể là một cái người thân thuộc nào đó của cái người này. Và nó hình thành lên trong cái tâm tư tình cảm của cái người này từ nhỏ đến lớn, và nó khắc sâu ở trong trong cái tâm tư tình cảm của cái người này. Và đến bây giờ người này đưa ra cái nhận định rằng người này thích một cái mái tóc dài như vậy. Hoặc là có những cái đối tượng, thưa quý vị, những cái đối tượng người ta thích nghe những cái dòng nhạc trữ tình, có những cái đối tượng người ta thích nghe những cái dòng nhạc balaro hay là bolero, mà không thích nghe những cái dòng nhạc hip hop chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó đó, nó được xây dựng trên cái quan điểm đó là chính cái tự ngã của chúng ta. Tất cả những cái điều yêu mến thương muốn đó đó, tất cả những cái gì mà thân thuộc, thân thương, yêu mến, mến yêu đó đó, nó được xây dựng trên cái quan điểm là tôi và của tôi. Và đối với cái người mà thiên về cái tham á, thì cái người đó có chiều hướng thích đi chinh phục những người khác. Đối với cái người mà thiên về tham á, người đó thích ngắm nhìn những cái gì đó mà nó hợp ý, nó thoải mái, nó có thể nó gần gũi, nó có thể là nó đẹp đẽ với mình. Nhưng mà đối với cái người mà thiên về sân á, quý vị, đối với cái người thiên về sân á, thì cái người đó lại thích đi não hại những cái người khác. Cái người đó thích đi làm cho người khác đau khổ. Cái người đó thích đi làm cho cái người khác phải chịu những cái đau khổ, những cái rã rời, những cái gì đó mà nó đau đớn ở trong cái cuộc đời này. Nó tóm lại đó, thì cái chữ bi giá mà chúng ta đã học ở trong các cái câu pháp cú trải dài trong cái phẩm kinh pháp cú, và đến bây giờ chúng ta lại tiếp tục chúng ta gặp lại cái chữ bi giá này. Và chúng ta thấy rằng là cái chữ bi giá này có nhiều cái dịch đó, và cái cách dịch mà ở trong một cái kệ kệ ngôn phú chúng tôi nhớ có một cái câu pháp cú là Pijato cha yati soko, có nghĩa là do yêu thích phát sanh lên cái sự sầu muộn. Và Pijato cha yati phát văn, có nghĩa là do yêu thích thì phát sanh lên cái sự sợ hãi. Mà cái thưa quý vị, cái sự sầu muộn hay cái sự sợ hãi đó nó có được, nó phát sanh lên là do cái sự yêu thích, do cái sự mến yêu, do cái sự thân thương thân thuộc của mình. Và chính dựa trên những cái quan điểm mà chấp chặt vào tôi hay của tôi, nên tất cả những cái chúng sanh ở trong cái hiện hữu, những cái chúng sanh mà hiện hữu ở trong cái thế gian này đó, nó sẽ đi đến cái sự đau khổ. Đó là cái điểm cao nhất trong các cái lời dạy của bậc đạo sư. Và mà chúng ta thấy là đây là cái điều mà ngài lặp lại ở trong cái câu kệ ngôn số 390 này. Không có bất cứ cái thứ gì tốt hơn khi mà chúng ta kiềm chế, kìm hãm, ngăn chặn và cấm đoán đối với cái sự yêu thích. Vì sao mà chúng ta phải kiềm chế? Vì sao mà chúng ta phải kìm hãm? Vì sao chúng ta ngăn chặn? Vì sao mà chúng ta phải cấm đoán đối với những cái sự yêu thích? Bởi vì thưa quý vị, cái sự yêu thích này nó khiến cho chúng ta đau khổ. Cái sự yêu thích này nó khiến cho chúng ta sầu muộn. Cái sự yêu thích này nó khiến cho chúng ta sợ hãi và nó phát sinh lên cái sự lo sợ cho chúng ta. Và chúng tôi muốn mở rộng ở góc độ này một chút để cho chúng ta thấy đó là cái sự mến yêu, cái sự yêu thích hay thỏa thích đó, nếu như chúng ta có cái sự tư duy đúng trong với đối với các cái thiện pháp á, thì cũng chính là cái trở ngại trong cái việc tu tập của chúng ta. Nếu như mà chúng ta thỏa thích trong cái trạng thái hỷ lạc do thiền định phát sanh,
mà chúng ta thỏa thích và chúng ta bám chấp vào cái trạng thái hỷ lạc đó, đó thì cũng chính là cái sự trở ngại của chúng ta. Và chính cái sự trở ngại đó nó sẽ ngăn cản pháp nhân, cái sự trở ngại đó nó sẽ ngăn chặn những cái pháp cao hơn mà chúng ta sẽ có. Nếu như chúng ta mà không có cái sự kìm hãm, cái sự thỏa thích đó đó, thì chúng ta sẽ không tiến xa lên để chúng ta thành tựu được những cái pháp thượng nhân cao hơn. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ bí giá mà tối hôm nay chúng ta học thêm và chúng ta mở rộng ra thêm. Và ở trong cái phần mà chú giải của câu kinh Pháp Cú số 390 này, các quý vị, nội dung của cái phần chú giải mà ngài Bố Thí Quan Xá ngài giải thích về cái nội dung này á, ngài nói là yada ni se tho manaso pi ye ti kothana sa hi ko thuppa do wa manaso pi yo nama ko tho hi pa me sa mata pi tu su pi buddha di pi su pi aprachante tasma syo asate hi manaso ni se tho ko wasena upacha manas nasa chittasa niga ho etang nakin chisayo ti ti atho. Có nghĩa là sao? Ở đây chúng tôi muốn gửi cái phần mà cái câu kệ ngôn Pháp Cú này lên cho chư Phật tử để chúng ta xem cái phần giải thích của quý ngài. Kính thưa quý vị, ở đây á, ở trong cái phần giải thích về cái cụm từ này á, ngài Bố Thí Quan Xá ngài giải thích rằng là đối với những cái người sân hận á, thì cái việc mà thỏa thích nhất đối với cái người đó là khởi lên cái sự sân hận. Đối với cái việc đối với một cái người sân hận thì cái việc thỏa thích nhất của người đó là khởi lên cái sự não hại đối với người khác. Giống như chúng ta thấy là những cái vị diêm sứ chẳng hạn. Những cái vị diêm sứ hay là những cái vị mà ma vương á, các quý vị. Những cái vị đó lấy cái sự não hại, lấy cái sự hành hình, lấy cái sự giết những cái người tội nhân đó để làm cái thú vui. Hay là những cái người đồ tể chuyên phạt hình phạt đối với những cái người tội nhân mà bị vi phạm vào cái pháp luật á, thì một ngày mà những cái vị đồ tể này không nhìn thấy những cái vị tội nhân bị hành hình, hay không nhìn thấy, hay không tự tay mình á, xử phạt những cái tội nhân á, thì những cái người đồ tể này sẽ không có chịu nổi. Và ở trong cái phần chú giải của cái câu Pháp Cú này muốn nêu lên cái ý nghĩa là đối với những cái người sân hận á, thì cái việc mà yêu thích nhất trong tâm của họ đó chính là làm cho khởi lên cái sự sân hận. Và đối với những cái người đó đó, đối với những người mà có cái sự sân hận đó đó, thì trong khi mà cái sự sân hận khởi lên, người đó trong cái giây phút nóng nảy, trong một cái sát na trong một cái sát na mà người đó không kiềm chế được cái bản thân mình đó, thì người đó có thể phạm vào năm cái tội đại nghịch, giống như là giết cha, giết mẹ, giết chết cái vị thánh vô lậu, hay là làm chảy máu Phật, hay là làm chia rẽ tăng đoàn. Và một người mà đã phạm vào cái ngũ nghịch đại tội rồi đó, thì cái người này sẽ xa vào cái địa ngục A Tỳ, và cái người này sẽ chịu đau khổ trong suốt cả một quãng thời gian dài. Chính vì vậy cho nên là đối với những cái người mà có cái tính cách sân hận đó, thì chúng ta cần phải loại bỏ cái sự yêu thích làm phát sanh lên cái sự sân hận trong tâm tư tình cảm của chúng mình. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn mà chú giải. Ở đây các quý vị, sở dĩ mà chúng tôi phải đưa lên, chúng tôi phải đưa lên cái nội dung của cái phần chú giải của ngài Bố Thí Quan Xá đó để cho quý vị đọc qua đó, để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng, để cho chúng ta thấy rằng cái việc thỏa thích này, các quý vị, nó không có ám chỉ, nó không có ám chỉ hay là nó dành, không có dành cho những cái người mà nó thiên về cái tham ái. Cái sự sân hận này nó không phải là cái sự thỏa thích này nó không có thuộc về cái người mà thuộc về cái tánh tầm tánh giác, nhưng mà nó lại thuộc về cái tánh sân. Cái người mà thỏa thích trong hận, và cái người đó sẽ thực hiện những cái việc làm, người đó có thể phạm vào ngũ nghịch đại tội, có thể là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái câu mà chúng tôi vừa gửi lên đó, đúng không? Là
cô thô hi pa ne sa ma ta pi tu su pi put tha di su pi a pra cha ti, có nghĩa là quả thật như vậy, cái sự sân hận khiến cho người này đã phạm lỗi đối với cha mẹ, đối với chư Phật. Mà ở đây phạm lỗi với cha mẹ đối với chư Phật thì cái vị này có thể là làm chảy máu Phật, có thể là giết cha giết mẹ. Ở đây chúng tôi nói thẳng luôn là về năm cái tội ngũ nghịch, để cho chúng ta thấy rõ rằng là đối với một cái người sân hận thì người ta có những cái sự tác hại là như vậy. Và kính thưa quý vị, kế tiếp ở cái câu, hai cái câu mà chúng ta cần phải học tiếp theo là yato him mano niwatati, có nghĩa là chừng nào mà cái tâm hãm hại được dừng lại, và tato tato samati me wadukhang, thì cái chừng ấy, khi ấy cái khổ đau sẽ được đình chỉ, hay là khổ đau sẽ bị đình chỉ. Thì ở đây các quý vị, cái chữ him samano có nghĩa là chúng ta ở trong cái bản dịch của các vị á, là để là cái tâm hãm hại. Và cái chữ him samano đó từ là một cái hợp âm, nó gồm có hai từ, hợp âm hai từ, nó gồm có chữ himsa và cộng với mano. Cái chữ himsa này nó đó là một cái danh từ nữ tính, và từ cái ngữ căn himsa có nghĩa là cái việc hãm hại, cái việc gây ra cái sự tổn thương, cái sự hiềm hận đó. Nhưng mà cái tiếng Việt nếu như mà chúng ta dịch là cái tâm hãm hại đó, thì cái mức độ của nó rất là lớn. Nó rất là lớn. Cái hãm hại này chúng ta thấy là cái sự hãm hại này có thể là giết chết, hay là có thể làm một cái điều gì nó ghê gớm lắm. Thì cái thưa quý vị, khi mà chúng ta dịch cái chữ này mà cái tâm hãm hại á, là chúng ta sẽ không lột tả được những cái mà nó vi tế ở bên trong. Chúng ta vẫn thích dịch cái cụm từ này thành một cái từ là thành một cái từ, đó là cái sự tổn thương trong cái tâm tư tình cảm. Ở đây cái này là chúng tôi dịch thôi nha, có nghĩa là chúng tôi thích dịch cái cụm từ này nó trở thành một cái cụm từ là tổn thương ở trong cái tâm tư tình cảm của mình. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta nghe cái tâm hãm hại, chúng ta nghe có cái mùi chết chóc, chúng ta nghe có cái mùi nặng nề thô bạo. Và khi mà nó có cái sự chết chóc nặng nề thô bạo như vậy thì nó sẽ không có nêu bật ra được cái vi tế, cái tổn thương trong cái tâm ý của chúng sanh. Mà sở dĩ chúng tôi phải nói lại như vậy, bởi vì cái sự tổn thương ở bên trong nội tâm của chúng sanh đó, cái đó nó tiềm tàng và nó ẩn nấu rất là sâu ở trong cái tâm tư tình cảm của mình. Khi mà trong đời sống của chúng ta gặp những cái khó chịu, bực bội, không hài lòng, thì nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Mà một cái người Phật tử chúng ta cũng biết rằng là cái mặt trái của cái sự yêu thương, yêu mến hay là thỏa thích đó chính là cái sự tổn thương. Mặt trái của cái tình yêu hay là một cái sự yêu thương, yêu mến, yêu thích đó chính là cái sự tổn thương bên trong nội tâm của từng người. Cái vết thương đó nếu như chúng ta không có chữa kịp thời, nếu mà cái vết thương đó chúng ta không có cứu chữa kịp thời thì nó sẽ lan tỏa ra, nó rộng ra giống như là ngọn nọc độc chảy trong cái cơ thể của con người vậy. Cái người ở trong cái phẩm mà phẩm rắn ở trong kinh tập đó, cái người cũng có những cái câu đầu tiên ở trong cái phẩm rắn đó, có nghĩa là đối với những cái người mà có cái lòng sân hận đó, đối với người có lòng sân hận á, nếu như mà không có kịp thời mà cứu chữa đó, thì cái sự sân hận đó nó sẽ chạy ở trong cái người, trong cái cơ thể của cái người mà có cái sự sân hận đó, giống như là cái nọc độc của con rắn, có thể nó làm chết đi cái người đó. Thì cũng vậy, cái tâm tư tình cảm của chúng ta nếu như nó có sân hận ở bên trong của ta đó, kính thưa quý vị, nếu như cái sự sân hận không thì chúng tôi không nói, nhưng mà nếu như một cái vị Phật tử nào đó mà chúng ta đã từng gặp những cái sự tổn thương, ở đây chúng tôi sử dụng cái chữ tổn thương để cho quý vị thấy rằng là nó vi tế hơn là cái hãm hại. Quý vị Phật tử chúng ta phải nhớ như vậy, có nghĩa là mặc dầu là ở trong cái câu kinh Pháp Cú là các vị đã dịch là cái khi nào mà cái tâm hãm hại được dừng lại đó, thì cái thứ chúng tôi chỉ sửa lại là khi nào mà cái trạng thái tổn thương trong tâm tư tình cảm của chúng ta đã dừng lại thì chúng ta sẽ thấy là cái mức độ vi tế của cái sự hãm hại hay là cái him xá này nó rất là lớn.
Còn khi mà chúng ta chỉ dịch là hãm hại thì chúng ta chỉ nghĩ tới cái sự nặng nề thô bạo chết chóc thôi. Còn cái vấn đề mà vi tế hơn, ví dụ như là trong cái đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta gặp những cái điều mà nó tổn thương trong cái tâm tư tình cảm của chúng ta, những cái điều tổn thương đó, các quý vị, qua cái thời điểm đó nó sẽ lắng xuống, nhưng mà nó nằm âm ỉ trong lòng của chúng ta. Rồi đến khi mà nó có cái cơ hội mà nó bùng phát lên thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành là rất là tàn bạo. Cho nên là chúng tôi muốn giữ cái chữ himsa là cái sự mà gây tổn thương trong cái tâm tình cảm. Và mỗi chúng sanh hiện hữu ở trong cuộc đời, các thưa quý vị, giữa những cái phong ba bão tố, giữa những cái cuồng phong, giữa những cái ngọn gió đời được mất hơn thua, rồi lợi danh huyễn ảo, chúng ta rất là dễ bị gặp những cái tổn thức khi mà những cái đối tượng cảnh của chúng ta là những cái cảnh bất tội nguyện. Cái sự tổn thương hay là cái sự hiềm hận đó chính là cái mặt trái của cái sự yêu thích chúng ta mà thôi. Thì chúng ta hãy bỏ lại phía sau những cái tổn thương đó. Đó là cái ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ ba. Và hai cái câu kệ ngôn mà chúng ta đã học đó là cái gì? Khi mà cái tâm tư của chúng ta, tâm của chúng ta có cái sự kiềm chế đối với những cái sự yêu thích, và chúng ta hãy bỏ lại sau lưng đi những cái tổn thương trong cái tâm tư tình cảm của chúng ta đó, thì ở đây chúng ta cần phải ý thức được rằng chính vì chúng ta còn tạo cái tự ngã của tôi, chính vì chúng ta còn chấp ngã là tôi, cho nên là những chúng sanh ở trong cái thế gian này vẫn còn những yêu ghét giận hờn. Một khi mà chúng ta thấy rõ và thấy như thật cái bản chất của cái tấm thân ngũ uẩn này, một khi mà chúng ta thấy như thật như chân về cái bản thân chúng ta đó, chính là một cái sự kết hợp giữa các cái chồm, giữa các cái nhóm, giữa các cái uẩn. Chúng ta chỉ là một cái sự kết thành giữa các cái pháp hữu vi, và chúng ta chỉ là cái sự tạo thành do chính những cái hành vi tạo tác của chính chúng ta. Cái sự hạnh phúc hay là cái sự khổ đau nó vẫn đeo bám, cái sự hạnh phúc hay khổ đau nó vẫn bám lấy chính chúng ta trong từng cái sắc na. Nếu như chúng ta nhận ra rằng từng cái phút giây trôi qua, chúng ta đã có hàng tỷ tỷ cái sắc na sanh diệt, và chúng ta nhận ra rằng từng cái phút giây trôi qua chúng ta già đi thêm một chút nữa, và trong từng cái đơn vị hơi thở của chúng ta như vậy á, nó vẫn hiện hữu từng cái chu kỳ sanh diệt ra vào. Chúng ta phải quán chiếu liên tục trong từng cái sát na tâm của chúng ta về những cái tướng trạng như là vô thường. Chúng ta phải quán trạng về các cái tướng như là khổ não, vô ngã. Khi đó chúng ta mới đón nhận tất cả trạng thái đó mà không còn có cái yêu thích giận hờn. Khi mà chúng ta liên tục quán chiếu về các cái tướng trạng của vô thường, khổ não, vô ngã, thì lúc bây giờ những cái sự yêu thích với các cái sự kiện, rồi những cái sự yêu thích đối với nhân vật nào, dù có hay không có nữa, chúng ta cũng không còn có cái lo buồn sầu khổ ưu tư. Hay là chúng ta không còn chịu những cái tổn thương nơi cái tâm trí của mình. Và khi mà chúng ta nhìn nhận các cái pháp hữu vi đúng theo cái bản chất thực sự của các cái pháp rồi đó, thì đối với các cái vị bà la môn phàm phu tục tử, không có cái việc nào tốt hơn bằng những cái việc này. Có là không có những cái vị bà la môn phàm phu tục tử nào, không có cái việc nào tốt hơn là cái vị đó phải nhận thấy rõ được cái bản chất thật sự của các cái pháp. Cái vị đó phải nhìn nhận được các cái pháp hữu vi theo đúng cái bản chất, theo đúng cái trình tự, theo đúng cái sự thật của các cái pháp, thì không có cái việc nào tốt hơn cái việc nào. Và cái đỉnh cao của cái câu pháp cú ở đây chính là gì? Là sau khi mà chúng ta nhận thức được cái vô thường, sau khi mà chúng ta nhận thức được khổ não, sau khi mà chúng ta nhận thức được cái vô ngã rồi, các quý vị, khi mà chúng ta nhận thức được các cái pháp hữu vi nó là như vậy, thì cái sự thương ghét, yêu thích, tổn thương, hay là chúng ta khát khao, ái luyến hay sân hận đối với các cái pháp hữu vi nó không còn nữa. Và cái vị bà la môn ấy hiểu rằng, cái vị bà la môn ấy chân chánh hiểu rằng, do còn bám chấp vào ta, do và còn bám chấp vào của ta,
Cho nên ta còn có những cái quan điểm sai lầm. Ta còn có những cái quan điểm sai lầm là con ta nè, tài sản của ta nè, sơ thiền của ta nè, nhị thiền của ta nè, cái hỷ lạc này là của ta nè. Chính vì cái sự bám chấp đó hãy đưa cả chúng sanh, tất cả những cái bám chấp đó chúng ta lăn tôi cái vòng sanh tử luân hồi bất tận. Và chúng ta phải đau triền miên, bởi vì cái thân của chúng ta còn có 32 cái thể trượt này nè, 32 thể trượt nó đang ngồi ở đây, nó đang nói chuyện với quý vị và quý vị đang ngồi đó đó, nó phát sanh lên do những cái nhân duyên. Và 32 cái thể trượt đó đó, nó phát sanh lên do nương vào cái thức tái sanh. Và cái thức tái sanh nó lại nương vào những cái hành động thiện hay bất thiện mà quý vị hay là chúng tôi đã tạo tác ở trong các cái đời quá khứ. Và những cái hành động thiện hay bất thiện đó, kính thưa quý vị, cái hành động thiện và bất thiện mà chúng ta đã tạo tác đó đó, chính là do chúng ta không có liễu tri chân chánh về những cái sự thật vốn hiện hữu trong cuộc đời. Và cứ như vậy chúng ta mãi trầm luân trong cái vòng sanh tử luân hồi. Và khi mà một cái vị Bà La Môn đã thấy rõ đạt được rằng cái bản chất tạm bợ của thế gian này, cái bản chất thật sự của cái thế giới loài người, cái thế giới chư thiên, quẩn thế gian, xứ thế gian hay là giới thế gian rồi đó. Vì đó không còn thấy một cái gì yêu thích, vì ấy không còn có thấy một cái gì sầu khổ, khi mà vì đó thấy rõ được cái bản chất thật sự của những cái thế gian đó. Và khi mà phải mất đi vốn, phải mất đi những cái vật mà là tạm bợ đó đó, thì cái vị đó sẽ sống bình thản, từ ái đối với những cái chúng sanh vạn loài. Và những vị ấy đó, những cái vị đó đó sống với cái lòng từ bao la, mỗi là những cái chúng sanh sanh ra trong thế gian này sẽ được những cái an lạc hạnh phúc, chấm dứt cái sự khổ đau luân hồi. Cái vị ấy sống với cái lòng từ bao la rộng lớn, đó là biểu tượng của một cái vị, đó là cái biểu tượng của một Bà La Môn bỏ lại sau lưng những sân hận, mát mẻ tiếp tục đi trên cái lộ trình giải thoát, thoát ly của cái vòng sanh tử luân hồi. Đó chính là cái biểu tượng của cái vị thánh A-na-hàm. Và khi mà vị đó đã hoàn toàn chấm dứt được năm hạ phần ký sử, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham ái và sân hận, thì lúc bây giờ cái vị đó trên cái lộ trình thoát ly khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đó, vị đó luôn luôn mát mẻ, và cái vị đó luôn luôn có cái sự thanh thản, nhẹ nhàng, không có còn yêu thích, không có còn sân hận nữa. Và kính thưa quý vị, trước khi mà chúng ta chấm dứt cái câu kệ ngôn 390 này, chúng tôi cũng muốn quý vị đọc lại cái lời dạy của Đức Phật dành cho những cái vị tỳ khưu phàm nhân á, trước khi mà Ngài đọc lên hai cái câu kệ pháp cú số 389 và 390 này. Ở trên cái đoạn trước á, trước khi mà Đức Phật thuyết lên hai cái câu kệ ngôn này đó, thì Đức Phật mới nói là Phikkhave Brahmano Brahmanang Pararanto Namanati Ghihi Brahmanena Panasamat Brahmano Pato Pavistati Kotho Namesa Anagamis Makgena Samukha Pangachati Vata. Có nghĩa là Đức Phật dạy như thế nào? Này chư tỳ khưu, cái vị Bà La Môn không có cái việc đánh đập cái vị Bà La Môn, đó chính là cái vị thánh lậu tận á, thánh lậu tận không có đánh đập những cái vị Bà La Môn. Và những cái vị Bà La Môn truyền thống, nhưng cái vị đó đạt thanh lương, cái sự thanh cao trong cái giới hạnh của mình, thì cái vị đó cũng không có cái việc đánh đập những cái vị Bà La Môn. Thế nhưng những cái vị Bà La Môn mà Bà La Môn Sa Môn á, những cái vị Bà La Môn Sa Môn, có nghĩa là những cái vị Bà La Môn xuất gia đó, những cái vị Bà La Môn xuất gia sẽ bị đánh bởi những Bà La Môn tại gia cư sĩ. Và cái sự sần của những cái người Bà La Môn tại gia cư sĩ này nè, chỉ đi đến được nhổ bỏ lên bằng cái tâm bất lai đạo. Có nghĩa là cái vị Bà La Môn đúng nghĩa thì là cái vị thánh lậu tận, chúng ta không nói rồi, những cái vị đó không có đánh đập những cái vị Bà La Môn khác. Còn đối với cái vị Bà La Môn, dẫu cái vị đó chưa là một cái vị thánh lậu tận, nhưng trong cái niệm rốt ráo thì cái danh từ Bà La Môn này, theo cái quan niệm của Bà La Môn giáo đó, là người có cái giới hạnh, là người trong sạch, là người thanh tịnh.
cũng sẽ không làm não hại đến bất cứ người nào. Chỉ có những cái vị bà la môn tại gia cư sĩ là những cái người chưa đạt đến cái địa vị bà la môn theo cái quan điểm chính thống của người bà la môn, thì những cái người đập xua đuổi hay là làm não hại những cái vị sa môn bà la môn khác mà thôi. Và cái sự giận dữ đánh đập sân hận của cái người tại gia cư sĩ bà la môn đó đó chỉ chấm dứt khi cái vị đó nhổ bỏ hoàn toàn sân hận trong tâm của mình. Và sau khi mà nghe xong cái kệ ngôn pháp cú số 390 thì kính thưa quý vị, chư tỳ khưu phàm tăng sau khi nghe xong và những cái người cư sĩ đệ tử sau khi nghe xong cái câu kệ ngôn pháp chú phú 390 89 và 90 này, thì lúc bây giờ các vị này mới quán chiếu, những cái vị này mới bắt đầu có cái sự kinh cảm và suy tư về các cái pháp, suy tư rằng chúng ta vẫn còn những cái điều lo lắng, chúng ta vẫn còn những cái điều hãi sợ, chúng ta vẫn còn những cái sự ân oán não hại với những cái chúng sanh khác. Những cái pháp hành vốn dĩ là vô thường, chúng ta khổ đau vì những cái yêu thích giận hờn vu vơ đó của chúng ta. Chúng ta lặng chìm trong cái vòng sanh tử luân hồi cũng chính vì cái sự thích yêu và giận hờn đó. Ngay cả cái tâm thân tứ đại của chúng ta, nó cũng có cái sự biến hoại từng sát na. Từng sát na trôi qua, chúng ta phải mang lấy những cái gánh nặng của luân hồi, những cái kiếp sự phiền não. Các vị quán chiếu và cảm thấy rằng lo sợ và sợ hãi. Và lúc bây giờ thì đối với một số vị đã phát sanh lên cái sự chấm dứt về cái thân kiến, cái hoài nghi và cái giới cấm thủ. Và cái vị đó, những cái vị đó đã chứng đạt được cái đạo quả sơ đạo, sơ quả. Và kính thưa quý vị, đó là cái nội dung của câu pháp cú số 390 mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong buổi tối hôm nay. Và trước khi chấm dứt thì chúng tôi một lần nữa xin được kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng, quý tu nữ cũng như toàn thể chư Phật tử có một năm mới thật an khang, thịnh vượng. Và kính chúc cho toàn thể quý vị sớm thành tựu được những cái điều tốt đẹp mà chúng ta hằng mong ước, đó chính là thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Và vào giờ này thì chúng tôi xin phép chuyển mic lại cho Rum. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho Rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Sư. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt Minh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho Rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Sư. บวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตัสสะปะพุทธานุภาเวนะสะดาสะทีภวันตุเตบวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตัสสะปะธัมมานุภาเวนะสะดาสะทีภวันตุเตบวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตัสสะปะสังฆานุภาเวนะสะดาสะทีภวันตุเต Thưa cả phương quang, có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng khéo sử nào thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng.
Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yadevata santi vihara vasini thu pe gare vô thi gare ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wa bu chi ta so thiên ca đoàn tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra Sapa na pu ta sukhi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sap be pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sẵn khô hô tu sa mô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra kham tu sắc thẩm mô sắp bê pi tham ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu nê ya ma tham ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lâm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.